Trời ơi, bé dịch theo bổn cung kìa. Bổn cung bữa nay thất sủng đi là về quê chơi trò chơi nữa rồi. Ủa, đừng nói mà chơi câu đố nữa hà. Không có đâu. Gì chơi cái gì? Mấy đứa thông minh quá, giờ đố hết thắng mấy đứa. Vậy hả? À, thông minh bữa đó nay, hả? Chơi bịt mắt vẽ tranh. À, đố. Khó lắm mà. Là vẽ theo cách nào ta? Bịt mắt có nghĩa là hai người ngồi ngang với nhau. Một người được vẽ là cái người sẽ bị bịt mắt. Là vẽ là phải im lặng. Đúng rồi. Vẽ bữa nay cho vẽ trái cây thôi. Là vẽ trái gì không biết, cái người bên đây, cái người ngồi nhìn vẽ đó sẽ đón. Đón ra vẽ trái gì đó không? Vẽ trái gì, nhưng mà cái người bịt mắt á là vẽ là phải âm thầm ra, không có được nói tôi đang vẽ trái này thì người đón là không được. Đúng rồi ok. Dạ vậy em thấy cái trò này vậy im nè. Thí dụ là cái người vẽ phải không? Là đưa cho cái người bên đây là sẽ ghi cái người vẽ không nói chuyện, cái người bên đây cứ quèn nói rồi xong ghi cái trái cây vô cái tờ giấy đó rồi người bên đây nói coi đúng không? Đó là im đó. Anh em chơi trước đi. Mà chơi nếu mà vẽ mà đoán đúng hay được cái gì? Thì mỗi một người vẽ gì đoán đúng được một quả đó là được 500 ngàn. Đù, im. Còn sai thì... Hai đứa ập vô mặt vô bột luôn. Thì tự xử đi. Cái này phải đổi qua đổi lại rồi. Có nghĩa là em với ý chứ chơi trước đi. Có nghĩa em vẽ trước xong cái chơi như ý đoán. Xong cái như ý vẽ cái em đoán. Rồi ok. Trời anh ra đây. Đi ra đi. Trời ơi. Ba cái vụ này nó thật sự là thức là ngày xưa mà nói chung là đi vẽ mà về vấn đề mà mỹ thuật là công thức vẽ cái nhà với ông mặt trời không à. Quá dễ. Cái trái dễ lắm mà cái gì cũng tròn tròn hết trơn. Vậy hả? Ơi ơi ý. Rồi giờ vẽ trước nè. Em vẽ trước nha. Trời ơi cái nghề của em là cái nghề vẽ. Em vẽ thì em tự bịch đi. À. Đây. Đây. Ý đó. Ơi khó lắm nghe. Đây bịch nè. Bịch tới miệng luôn nha, không hỏi nói chuyện. Khoan để anh đưa viết cho đây. Miếng giấy đâu? Viết đây ông thằng ơi. Đây cái giấy nè ha. Đó mình có thể là tưởng tượng thôi vậy. Không có nói chuyện nha. Cái gì vậy trời? Giống ca gù quá. Đừng có cười, mắt tập trung là quên cái đường vẽ tới đâu đó. Đâu mất tiêu mày. Đó thấy chưa mới nói. Cá gù mề. Ủa vẽ trái mà đâu phải là vẽ con đâu mà vẽ kỳ vậy. Cái người ta. Cái lá nằm đâu ta. Trời ơi có cái lá luôn hả má. Mày cái cuốn nào. Ủa, gì vậy? Rồi xong. Rồi như. Rồi. Rồi bây giờ như ý ghi cái trái vô đi. Rồi em sẽ nói cái trái ra cho nghe. Rồi suy nghĩ vậy trời. Rồi suy nghĩ đi. Tao đổ lòng gà luôn á. Giống chìm quá. Có thể nào ghi con không? Không được. Tao đâu trái mà. Nó dễ trái cây mà ghi con. Người ta chủ đề là trái. Ừ. Chủ đề là trái cây. Chủ đề là trái mà không dễ với mệt con thì cũng nội. Thì cái này là cái trái dài dài nè, cái này là cái cuốn nè. Cái này là. Rồi anh nói trời ở đây tao không có được nói chuyện. Cái người giả không nói chuyện phải không? Cái này luôn á. Thì trái dài dài đón đại lại đi. Còn nếu mà em không đón là hai người thua đó. Rồi chưa? Đón đại hả? Ừ. Trái dài dài tôi ghi thôi không có được nói nha, nói anh biết đó. Đi đại nha, tại vì trái này có được. Cái gì nè, cái đít bự nè bà nội. Trời. Trái gì đít bự quá vậy? Nè, cái này nó có cái đít nè, rồi cái gì dưới này nữa nè, rồi cũng miết luôn á. Rồi chưa? Xong chưa? Ừ. À. Trời ơi, mất ghi chữ trái mới chịu ạ. À. Ừ. Đi đại đi. Rồi, rồi. Ok chưa? Bây giờ rồi, rồi mở nha. À, anh đang không có mở mà phải vậy nè. Rồi nói luôn. Rồi. Anh vẽ trái chuối. Ý ghê hai người đang ghê chưa? Ghê chưa? Bạn nghĩ sao cái này là cái chuối vậy? Không cần biết, em cầu là biết. Được. Trời, tự nhiên cái chuối đúng luôn kìa. Ôi ơi, đây là tôi nói con chim chuẩn bị mặn thịt luôn. Rồi. Gì đâu không? Rồi, 500, bây giờ tới người tiếp theo là dư ý bịt mắt nè, vẽ em đón. Rồi, hai người vẽ cái 1 triệu nè. Trời ơi, suy nghĩ ra trái cây. Trời ơi, trái chuối. Nhớ nha, trái này là trái chuối của mình đó nha. Nó bịt tới miệng luôn, để không thôi thấy đường. Là cái người vẽ là không được nói chuyện. Nói chuyện là vi phạt, ụp bọt. Rồi nè. Bốn cung bây giờ phải có bốn cung, bốn cung. Để cái giấy nè. Rồi, ok. Vẽ nè. Phải là
lại miếng giấy chưa? Phải. Con vịt hả? Đừng cho người ta tập trung vẽ chờ nó chết rồi, cái nét đâu rồi? Đại đi. Vẽ cây cao á. Rồi vẽ tiếp, vẽ nhiều nhiều nét vô. Vừa nét tới đâu? Ừ, bây giờ vẽ đại. Chết rồi. Cái nét ở đâu vậy trời? Rồi xong rồi đó. Vẽ cái gì? Thì em tự đoán đi. Thì em vẽ đủ nét. Phải đừng có mở ra, đừng có mở ra, đừng có mở ra, để tao đoán cái. Vẽ đủ cái nét, cái trái em nghĩ hết chứ. Xong chưa? Xong. Rồi, trái gì? Em vẽ trái xoài. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Thấy không? Thấy không? Thấy đơn giản không? Sao ghê trời? Thấy ghê không? Nó. Thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Đơn giản. Rồi, vòng đầu có những hai người nè thắng. Đó, được 1 triệu. Ghê trời. Rồi bây giờ vòng tiếp theo nha. Không ngờ trái chuối con thích lạ quá. Không, mình vẽ cái trái cho bự lên nha. Không phải vẽ trái nhỏ. Trái chuối của anh thức sao nó kỳ quá. Nó lạ lắm. Nó không giống chuối của người ta. Rồi 1, 2, 3 đi con vẽ nè. Vẽ bự lên nha. Ừ, rồi vẽ. Rồi. Chết rồi. Phải đây không? Ừ. Không có được vẽ lại trái người ta vẽ rồi nha. Đúng rồi bà nội ơi. Vẽ ốc sên hay gì? Ủa? Có ngày chưa? Ai biết? Trời ơi, cái lá luôn, phi dịch luôn. À, không nói nha. Không cho nói, cái người vẽ không được nói. Chết rồi, hết. Cái gì hột nhiều dữ vậy? Cái người vẽ không được nói nha. Không, cái này phải hiểu ý nhau mới được. Rồi, lệnh ghi vô. Nha, không có được nói nha. Trời, bỏ chấm cái gì hột dữ vậy trời. Ừ. Trái gì? Trái gì? Cái này nó có bị sâu không? Nói chung là ở nhà vòng trống này có đó là ngu. Ê, chơi nói kìa. Đâu có nói đâu, đâu có nói gì đâu. Rồi, trái gì? Trái vú sữa. Trời, vú sữa. Trái vú sữa đâu, nó có chấm gì đâu. Trái vú sữa, nghĩa là sao? Mà trái này mà trái vú sữa. Trái táo. Trái táo hồi đó rồi mình đóng trái cam. Ừ, tưởng trái cam mà. Bây giờ tính đón trái chanh luôn á. Ừ. Nó sằng xùi vậy đó. Em định ghi như vậy là sữa đó, sữa nó sữa đó. Trời ơi. Rồi kìa, ông bật cái bọt đi kìa. Nè chị. Kìa ụp ra, ụp ra. Ủa hai người ụp luôn hả? Ừ. Không, lỡ thằng Lĩnh nó sai luôn rồi sao? Thì ụp nữa. Ụp nữa. Thì xong đi rồi hả ụp. Rồi ok, nè. Mặt đẹp nè, đó, mặt rất là đẹp nha. Đâu có. Rồi Liên Ngô. Mặt luôn, có ụp tay đi được không? Rồi cho ụp tay luôn đó, rồi đưa lên mặt. Rồi xong. Ừ, đưa lên mặt. Thôi, ụp lên mặt không ơi, ừ. Ừ, ừ, rồi ok. Đưa mặt ai. Ừ, rất là đẹp. Khỏi trang điểm bữa nay, trang điểm lố lăng quá. Rồi tới Lĩnh nè. Thử mực. Rồi nè, Lĩnh nè, thử mực nè. Mà còn mực không nữa đi. À. Rồi, 1, 2, 3 vẽ nè. Thông minh xíu Lĩnh này. Ồ. 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 Cái gì lông lá bên ngoài bên trong ngập lụm. Không có được nói chuyện, cái thằng đó không có nói chuyện. Nói ra ngoài. Thua luôn. Ê, con rùa. Rồi Liên Ngô ghi chữ vô kìa. Đừng. Rồi chưa? Chưa. Liên Ngô ghi chữ vô đây. Cái trái gì? Rồi trái gì ghi chữ vô đây nè. Đại hỏi nhà hiểu ý nha không nha. Cầm dĩa bột đây úp nó luôn. Rồi. Nói đi. Rồi, trái gì? Trái sầu riêng. Rồi. Ập nó. Ừ. Ngu. Trái sầu riêng mà vậy đó. Đi nó đâu trái mít. Rồi, ập luôn nè.
cái sầu riêng trái, trái là người ta một đường không à, cái này sầu riêng nó tới hai đường. Ủa cái trái trái mít nó cũng có nhọn đó thằng Quyền. Rồi ok mà giờ Liên Ngon nè, ập mặt đi kìa. Đồng đội người ta hiểu ý nhau lắm, đồng đội này ập bổng chết vậy. Rồi ok, rồi đưa mặt ai, đưa mặt ai, đó. Rất là sáng. Ê bây giờ quận tiếp theo đổi người. Đổi người đi. Anh nhấn lệnh cho trước. Ờ ok. Lệnh nữa đâu. Thằng Quyền trẻ không có hiểu. Cái đâu, cái đầu rồi, cái giấy rồi. Đó. Khó lắm. Trời ơi giấy gì vậy cha. Quỳnh sao biết đường đón. Thêm trái nữa nè con. Gì ông nội. Thêm trái nữa hả? Tao vẽ cái cây luôn. Ôi trơn gian một. Ở có quyền. Cái cây kìa. Nó cũng giống vậy luôn, không biết luôn. Tao vẽ trầm thêm cái lá nữa nè. Ôi. Rồi chưa? Rồi, ok. Rồi lệnh ghi đi. Trời ơi, con có quy quy vẽ mà phải biết chứ. Không gì vậy gì chứ. Cãi nó. Ghi trái gì chị nữa đâu. Rồi chưa? Tên thôi. Rồi. À, rồi chưa? Rồi. À, theo mình nói là mình nãy giờ là mình vẽ đây là đâu là mất tiêu rồi. Rồi, mở tên đi bà. Rồi, đi. À, trái này là trái dừa. Rồi, mở mắt ra. Trời ơi, cái dừa nè, má có cái hoài kìa. Hai trái luôn. Tao đứng lên tao lấy cái dừa đó. Đúng rồi, thằng này nó chơi nó ăn gian. Ăn gian. Mất dịch, mất chó. Rồi lấy ra tao cố tình tao rẽ cái cây ra luôn à. Tao nhìn cái băng dừa nó rồi. Rồi, qua lượt. Không có cây cốc nào mà có gạch gạch hết chứ. Ôi, thằng mất mà. À. Sao đồng đội con không chờ được mặt. Đồng loại này ngu thiệt luôn á. Cả nhà nhìn là lệnh vẽ nè nha. Cái gì vậy bà, giống cái đít đâu cái gì? Không chết đi. Rồi chấm chấm nữa nè. Chấm hoài rồi trời thiệt luôn. Chấm nó kìa. Ừ. Vẽ cái cây rồi biết luôn. Trời đất ơi, kiểu cái cuốn đó ông ngoại. Cái cây nha. Ê. Trời trời vậy, cái cây nào như cái cây đó. Dạ bên này cái cây nữa. Chứ vậy ba. Hai cái là mới biết đường. Người ta cho vẽ trái không. Thôi vẽ trái thôi được rồi, không cho chơi cái cây đâu. Ừ. Mày vẽ ra nhiều gì? Nét thôi cho vậy biết cái cây rồi. Gì vẽ à? Cái cuốn. Đâu rồi. Cái cuốn cái đít cái gì đó. Ý mà nó sờ. Ừ. Rồi một trái nữa. Nè, nó nằm ở dưới đít nè. Nói trời ơi. Mấy người, hai người này lội đi. Lỗi vậy mà lỗi. Đâu rồi, hút nét kia rồi. Thì ở lại đi, rồi chưa? Rồi. Biết cái gì chưa? Chưa. Rồi. Rồi, trái mặn. Mày tí đứng kìa mà nó lùi gì vậy? Mày tức lưỡng là nó lật người. Cái... mình cứ là tưởng cái hộp nó làm nước không à. Ai mà nó nghĩ cho được trái mặn. Đây là người ta vẽ cái cuốn nằm ở trên cái lá luôn nè. Thấy không, thấy đúng không, trái mặn người ta nó vậy nè. Trời không, trời. Không thấy đường nữa thôi. Hai trái này trái ụp bọt nè con. Thấy chưa, thấy chưa. Mất vậy. Chơi vẽ gì đâu thiệt luôn. Rồi, thôi em với bé ý thôi. Rồi, ok. Vẽ trái bự lên nha. Trời trái gì hình tam giác vậy bà? Có nè. Không có nói chuyện nha. Rồi. Trời trời trái gì trời? Tại vì trên này em thấy đối diện có cái lá. Trái mà không có lá. Ừ. Thôi nói vẽ lại. Ừ, nói vẽ lại. Như anh tụi anh vẽ cái cây luôn có ai nói gì đâu. Rồi ok. Hợp lại. Rồi. Rồi trái gì? Vẽ trái nho. Trời ơi. Chính xác rồi. Trời ơi. Ai ôm bên hông? Yeah. Rồi ok. Trái nho lại đúng. Nãy giờ chịu gửi lên phát rồi. Đúng nhớ em vẽ cái vòng nhiều lắm mà. Rồi bây giờ Liên Ngô nè, bịt mặt nè. 1, 2, 3 vẽ nè. Vẽ trái bự lên quay. Trái nhỏ xíu à. Vậy
nhưng mà không biết được canh á. Nè em vẽ, em nghĩ em vẽ bự lắm chứ. Ừ. Cái này phải không? Đâu rồi, cái miếng giấy đây phải không? Ừ. Đó, ở cái bự vậy đó. Phá vậy? Còn cái không phải phải vẽ đít chứ. Nhiễn Mỹ sao lại cái trái? Chết mẹ. Cái gì vậy? Chết liền. Cái bánh. Trời. Cái gì mà đường đường vậy? Bánh bầu dục á. Cái gì vậy? Này đón đại nữa. Ghi đi. Chết nhỏ rồi. Này là làm khó đồng đội nè. Em không biết nghe tại chị vẽ nó gì đó. Cái gì mà không có cái cuốn đó. Trời. Bọt à. Bọt à. Trời không có cuốn gì vậy chứ có trái banh thôi. Cái gì? Rồi. Trời ơi trời, trái gì trái sợ bùa hả? Chú em nói. Lý do đó gì không? Dạ cái gì? Vậy gì vậy? Trái banh đó. Vậy có. Cái gì? Ta vẽ trái cây mà bà. Nhưng mà cái trái banh cũng là trái mà đúng không? Ai quyết định không? Rất là dễ trái cây vậy. Người sao người ta cho vẽ cái cây mà liên hôn cái gì cái bành. Em nghĩ là chắc nó thông minh lắm mà em vẽ cái bành là có nghĩa là nó không có cuốn. Em đã nói rồi cái trái gì nó không có cuốn. Thôi mà cái cây thôi. Thôi vô đi, vô đi con. Ừ nè vô tự hợp một không trái này nếu mà đoán là trái dưa hấu của người nữa nè. Nãy anh tính là trái dưa hấu mà nó không có cuốn. Ập đi ập đi. Thôi đưa mặt cho ập đi quay là vẽ trái cây đi vẽ trái bành. Rồi. Rồi bây giờ tới anh vẽ cho Liên Ngô nè. Nhiều trái lắm á. Trời ơi, kìa. Ra tới gạch tè luôn rồi. Sắp vậy đi một đường một. Ông cái gì vậy? Tới nữa rồi, cha ơi cha. Tất cả nhung luôn. Đấy, quẹo quẹo, bọc con bính nha, bọc con bính nữa. Ê quẻ từ từ thôi gớt không nhờ. Gì trời, giống giống thịt bò biết tết. Dễ dễ thêm chén nước chấm nữa. Rồi dễ gì thêm cái gì ông hai. Tôi cắt ra rồi. Cái này cái dĩa đậu phộng nè. Đồ đồ nếm. Cái gì vậy? Gì trời. Rồi đó. Cái gì? Nguyên anh đấy. Thịt bò. Sợ Liên Ngô vẽ trái bành nữa. Không dám đâu. Cái gì vậy trời? Đi lại đi chị. Thông minh lên tí coi. Tới gì? Nhanh đi. Khoan từ từ trời. Có ai quy định không? Cái gì vậy? Chết. Rồi sao? Trái gì vậy? Biết đi lại. Hả? Không dám nhắc. Cái này giống như thịt bò thiệt á. Thịt bò bít tết. Rồi chưa? Chưa, từ 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 từ. Lẹ đi, lâu rồi đó. Ừ. Trái gì? Ghi đại nha. Rồi. Rồi ghi đi. Ủa, đồ ghi miếng này miếng gì nữa? Ghi đi, ghi đi. Rồi. Rồi trái gì? Trái cam. Trái cam. Mình đoán sai luôn. Có trái cam nào mà hột dữ vậy không trời? Mẹ nó là hồi lúc nó vẽ là nó xẻ ra rồi. Thì xẻ ra nhưng mà trái miếng dưa hấu luôn nè. Chấm chấm nãy anh đoán dưa hấu luôn á. Rồi sao nghĩ sao trái đào? Tại vì xẻ ra là cái miếng đào, trái cam nào mà xẻ ra. Anh phải vẽ cái cam mà nó nghĩ là nó cắt ra gì nè ba. Là nó cắt đó. Rồi cái này tôi tưởng là muối hồi nãy là suy nghĩ là địch trái út rồi đó. Không anh nói anh chỉ nghĩ đó cái má. Ập bọt đi. Chấm chấm chấm. Chỉ có miếng dưa hấu xẻ ra nó mới có hột hột. Thôi đưa mặt lên đây ập luôn. Ừ. Trái cam nó chỉ có một hạt thôi à. Rồi bây giờ Liên Ngô vẽ lại đi. Nói chung là ập mặt nè. Ôi anh thích vẽ cái gì vẽ một trái đi. Nó đón này nha. Ừ. Cái bành đấy.
Đủ chưa ta? Đủ rồi đó. Rồi. Mình phải hiểu ý đồng đội. Rồi, trái gì? Trái bí. Quay lại trái bí vậy luôn. Trời má ơi, cái cam đã đón rồi. Cái cam vô. Hiểu ý đồng đội. Mình là phải hiểu ý đồng đội. Trời ơi, hiểu dữ chưa anh hết. Đúng là ông sợ cái tịch mạnh chứ sợ đồng đội. Ập đi cưng. Mới luôn á, mới nãy mới đón cái cam. Nè, ập đi. Cái cuối cùng ập đi. Ừ, cống dở lên, ừ. Tha luôn. Giờ mặt không ra được. Rồi nét bút đầu tiên. Rồi đưa lại đón luôn. Ừ. Trời trời. Cái gì vậy? Cái đầu đâu rồi? Thôi thôi thôi, không có chơi nói rồi. Cái gì vậy? Nữa hả? Trời. Trời ơi, lĩnh đón đi. Không được đón nha. Không biết vẽ cái gì đúng không trời? Sao mình nó có sọc sọc nữa vậy? Nó rồi la tán, chết liền, ăn bột rồi quýnh đó. Không biết luôn. Cái gì là không biết luôn. Đón đại đi. Đón đại đi. Theo tao, tao đón được đó. Trái gì? Rồi, trái gì vậy? Dưa hấu. Nó trời ơi, đã nó thấy nó nằm ngang là biết cái dưa hấu nằm dưới rồi. Hộp đi, hộp đi, thất vọng quá. Ừ, thất vọng quá. Rồi tới lệnh vẽ nè. Rồi bập đi. Trời trời gì mà sao trắng quá vậy? Vậy ông này vẽ trái cam thì y gan cái dưa hấu, còn bà nó phải vẽ trái dưa hấu gan lên. Trời trời. Cái gì trời hòn vậy lệnh? Nửa gạch nữa hả? Sao gạch hoài vậy? Cái này là trẻ ra nè nha. Trời ơi, trẻ luôn. Trơn gian. Rồi. Biết rồi đó. Nói chung lệnh giải vậy là biết rồi đó. Cái gì trời? Cái này là chỉ có... Thôi 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 thôi. Nè nhắc nè, tao ụp nè. Cái gì sai tao ụp luôn à. Anh biết rồi đó, anh ý, biết ý lệnh giải cái gì rồi đó. Vẽ cái gì? Đợi đi. Đợi đi. Con đậu không có cái chữ nào. Thôi, 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 đừng có nhìn. Hồi nãy trái chuối nãy đón rồi. Một. Từ đầu. Hai. Chưa có đón được trái gì hết trơn á. Trái gì? Từ từ. Trái gì? Trời. Trái gì? Đi lại đi. Ngu, ngu. Cái trái gì vậy? Lên trái gì? Trái dừa leo. Người ta cắt ra tao có hồn rõ ràng. Nó kìa trái gì? Tao mướp. Người ta mướp. Thấy trái mướp nào mà trẻ ra nó gì? Cũng từ 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 từ. Đời đi chứ. Rồi sao anh phát bây giờ? 1.500.000 hồi nãy mình được 500. Em được 500. Rồi Liên Hô được nhiêu? Có ai đón chúng đâu được nhiêu. 1 triệu. Em được tới 1 triệu lận. Hai người đón chúng ra đầu tiên được 1 triệu đó. Ờ đầu tiên. Ủa mày không chia đâu. Đứa năm sĩ. Rồi Liên Hô nói giờ không được luôn hả? Hình như là không được luôn. Đâu. Cái vòng đầu Liên Hô với ý là hai người thắng vòng đầu luôn là hai mỗi người được 500 đó. Là chị 500, em 500. Rồi là 1 triệu. Thất 500. Ờ. Ừ. Là 1.500.000 nha. Mày sao mặt kỳ vậy ta? Coi coi đây, những là gương mặt thân quen. Trời ơi, mặt trắng như bân. À đúng rồi, em đón được trái nho. Con bé ghê. Đúng rồi đó, thấy không? Mặt mình thì nói chung không có trắng lắm. Đầu tiên đi ngồi với Ý Thắng. Em hai trái đầu tiên đón đúng hết trơn luôn á. Thôi thôi, kết thúc đi, giờ đi vô rửa mặt quá trời rồi.